Tôi Lưu Nguyễn Hòa Kiển mến chào quý bà con nha. Hôm nay tiếp tục trở lại nhà vườn của Như Ý giao lưu hoa giấy ghép thành phẩm rất là đẹp nha bà con. Số điện thoại liên hệ với nhà vườn thì dưới góc trái màn hình nha. Mời bà con và các bạn cùng gặp Ý rất là quen thuộc ạ. Rồi, em chào Ý. Dạ rồi, em chào anh Liêm. Chào quý chú chị đang theo dõi video của em. Thì địa chỉ em ở Tân Thanh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp. Số điện thoại cũng như là số Zalo của em là 0707069329. Thì clip hôm nay em lên Zalo của cô chú anh chị mình những mặt hàng có giấy như là tiểu Ấn Độ, tím bướm, mã lai trắng, cây ghép ngũ sắc và nhiều dòng hoa giấy đang hoa đẹp khác ha quý chú anh chị. Thì không làm mất thời gian của mình, em cũng lên ngay cho mình mã số 1 là một cây tiểu Ấn Độ ghép gốc giấy thường ha quý chị. Cây lên hoa rất là đẹp luôn. Cái này tiểu Ấn Độ mình có thể chơi được hai màu luôn ha, trắng và hồng ha. Rất là đẹp luôn, mã số 1 ghép gốc giấy thường. Chiều cao của cây này là 88. Tán ngang của cây này là 50. Thì hoành ở dưới đây quý cô chú anh chị nó chôn ở dưới sau em không có ra được. Để em đo cho mình tách lẻ hai hoành ha. Hoành bên đây là hoành 8. Còn hoành bên đây nhỏ hơn là hoành 6 hả không chị? Mã số 1 tiểu Ấn Độ hả không chị? Gốc giấy thường. Thì mã số 1 này em giao lưu của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 150.000 hả không chú anh chị? Thì đây cũng là cái mức giá mà em bao ship cho mình đến tận nhà luôn hả không chị? 150.000 ha. Cái đó hoa luôn ha. Dạ rất là đẹp luôn của chú anh chị. Mã số 1 150.000. Tiếp theo em lên cho mình mã số 2 ha quý chị, là một cây tím tiết ha quý chị. Mã số 2 là một cây tím tiết. Chiều cao của cây này là 70. Tán ngang của cây này là 50. Hoành em đo cho mình là hoành 8. Mã số 2 tím tiết em Zalo quý cô chú anh chị mình với cái mức giá là 140.000 ha quý chị. 140.000 cho mã số 2, một cây tím tiết, cây này là dòng xuyên hoa ha quý chị, rất là đẹp luôn. 140.000. Đơn hàng 150 là mấy bao ship hả y? Dạ đúng rồi, đơn hàng 150.000 cho lên em bao ship cho mình ha quý chị. Rồi. Tiếp theo em lên mình mã số 3 là một cây Himalayan ha quý chị, hay gọi là cành vàng lá ngọc mà là bông cành vàng lá mộc, ngọc này đỏ ha quý chị. Đọt nó cũng đỏ luôn. Dạ này quý chị, Himalayan ha. Mã số 3. Chiều cao của cây này là 90. Tới ngang của cây này là 50. Hoành em đo là hoành 12. Sổ đế là 30. Cái này đế sổ rất là đẹp phải không chị? Cái này về của chú anh chị mình dưỡng có 10 ngày nữa nó lên bo đó. Cứng là của chú anh chị ghép rất là ok luôn phải không chị? Tưởng rất là sung luôn. Dạ thì mã số 3 này Himalayan em giao luôn đến mình với cái mức giá của nó là 180.000 ha của chú anh chị. 180.000 mã số 3. Rồi. Dạ. Okay. Himalayan. Cây chồi đọt rất là sung nha bà con. Tiếp theo em lên cho mình mã số 4 là một cây tiểu Ấn Độ ghép gốc Mỹ hả chị. Cây lên màu cũng rất là đẹp luôn. Mã số 4. Chiều cao cây là 75. Tán ngang cây là 40. Hoành em đo vị trí này là hoành 9. Mã số 4 tiểu Ấn Độ em giao lưu đến quý cô chú anh chị mình với cái mức giá là 130.000 cho cái mã số 4 hả chị? 130.000. Tiếp theo em lên cho mình mã số 5. Cái này ghép nhiều màu ha quý chị, em cũng giới thiệu sơ qua cho mình ha. Cái này là trắng tiết nè quý chị, trắng tiết, mã lai hồng. Còn bên đây là cam lửa nè ha quý chị, nó lên hoa nè quý chị. Cái này ba màu mình chơi rất là đẹp luôn. Mã số 5. Có màu tím bướm hay gì đó. Lai hồng bên này, bo bên này là bo gì đây? Còn bo bên đây nó chưa có bông như quý chị, hay là tím tiết hoặc là tím bướm quý chị. Mà em tính cho mình trước là ba màu ấy ha. Thì là cam lửa nè, mã lai hồng và trắng tiết. Mã số 5. Chiều cao cây là 75. Tán ngang của cây này là 65. Hoành là hoành 12, cây này cũng đế cũng rất là đẹp luôn không chị. Mã số 5. Thì mã số 5 này em Zalo đến quý cô chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 170.000 hay không chị? 170.000 cho mã số 5. Cây ghép ba màu, cam lửa, mã lai hồng và trắng tiết. 170.000 mã số 5. Tiếp theo em lên cho quý cô chú anh chị mình mã số 6 là một cây tím tiết hả chị. Mã số 6. Chiều cao cây là 70. Tán ngang là 35. Hoành là hoành 12. Mã số 6 hả chị. Em chỉ đo ở đây hả chị, cái này thì nó to hơn ha. Dạ rồi, thì mã số 6 Zalo của chú anh chị mình là 160.000 hả chị. 160.000 cho mã số 6 tím tiết. Tiếp theo em lên cho mình mã số 7 ha anh chị. Đó, cây này dáng mini rất là đẹp luôn. Cây này thì cũng nhiều màu luôn ha anh chị. Bên đây là red pizza nè anh chị. Còn cái lá này là mã lai anh chị, còn trắng hồng thì nó chưa có lên ha. Bên đây là mã lai. Như bên đây là cam lửa nè anh chị.
cam lửa red pizza và một màu mã lai ha. Cây 3 màu cho mã số 7 ha quý chị. Chiều cao cây là 60, tán ngang cây là 30. Hoành là hoành 10. Sổ đế là 30 anh chị, cũ rất lượng luôn. Dạ rồi, thì mã số 7 này em Zalo của chú anh chị mình là 170.000 anh chị, 170.000 cho mã số 7 ha. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo em lên cho mình mã số 8 là một cây hồng lửa ha quý anh chị. Mã số 8 là một cây hồng lửa, một màu hồng lửa luôn. Dạ. Chiều cao cây là 75. Tán ngang là 50. Hoành là hoành 11. Mã số 8 hồng lửa này em Zalo của chú anh chị mình là 170.000 hả chị? 170.000 cho cây hồng lửa. Mã số 8. Tiếp theo em lên cho mình mã số 9. Cũng là một cây ghép nhiều màu luôn ha chú anh chị. Nên em cũng giới thiệu sơ qua cho mình luôn ha. Thì ở đây là trắng tiết nè quý anh chị. Trắng tiết. Còn bên đây là red pizza nè quý chú anh chị. Nó nhánh này là red pizza là hai màu. Bên đây là tím bướm nè quý chú anh chị. Đó, tím bướm. Còn ở đây thì thêm một màu nữa nè quý anh chị. Bên đây là cái nhánh này là của màu lửa ha quý anh chị. Là trước mắt là nó bốn màu cho mình ha. Là tím bướm. Tím bướm, red pizza, trắng tiết và một màu lửa nữa ha quý anh chị. Dạ rồi, thì cái mã số 9 ha quý anh chị. Đo mình cái thông số luôn. Chiều cao của cây này là 85, tán ngang cây này là 50. Hoành vị trí này hoành 10. Sổ đế là 33 ha quý anh chị. Cũ rất là đẹp luôn. Dạ rồi, thì cái mã số 9 này em Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 200.000 ha quý anh chị, 200.000 cho mã số 9. Cây ghép 4 màu ha anh chị. Cây là 4 màu. Dạ. Mã số 9. Thêm lên mình mã số 10 là một cây tím bướm thôi anh chị, mã số 10. Một cây tím bướm. Chiều cao của cây này là 70. Tán ngang của cây này là 55. Hoành là hoành 8. Mã số 10 tím bướm này em Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 130.000. Thì số điện thoại đồng thời là số Zalo của em là 0707069329. Mã số 10. Tiếp theo em lên cho mình mã 11 ha quý anh chị. Mã 11 là một cây tiểu Ấn Độ hơn chị, cây này cao, nó cao hơn chị, tiểu Ấn Độ. Mã số 11. Chiều cao em đo đây là 1m2 chị, em đo nhánh này, nhánh này sẽ cao hơn hay 1m2. Tới ngang là 50. Hoành là hoành 10. Cây này ghép giống với Mỹ ha. Dạ. Bo nó liền khừ luôn nè bà con ơi. Dạ rồi. Cái mã 11 này heo quý anh chị, em Zalo với cô chú anh chị mình cái mức giá của nó là 300.000 hả anh chị. 300.000 cho mã số 11, một cây tiểu Ấn Độ ghép gốc Mỹ hả anh chị. Mã 11. Tiếp theo em lên mình mã 12 là một cây chân dài nữa hả anh chị. Mã 12 là một cây ghép 3 màu lửa hả anh chị, là tím lửa, đỏ lửa và cam lửa hả anh chị. Em đo mình nó vị trí này là 1m3 ha quý chị, 1m3. Em đo mình cái thân trong này ha chị là 70 ha. Hoành cỏ vị trí này là hoành 11. Sổ đế đây là 33. Mã 12 cây ghép 3 màu lửa, đỏ lửa, cam lửa và tím lửa ha chị, chân dài ha. Em Zalo đến mình với cái mức giá là 300.000 luôn ha quý chị. 300.000 cho mã số 11. Tiếp theo em lên mình mã 12 là một cây mã lai trắng ha quý chị. Mã 13 nha quý chị, mã 13. Một cây mã lai trắng. Chiều cao cây là 70. Tán ngang cây này là 40. Hoành là hoành 8. Mã 13, mã lai trắng em Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 120.000 hả anh chị, 120.000 cho mã số 13. Mã lai trắng. Tiếp theo em lên mình mã 14 ha quý chú anh chị. Mã 14 là một cây ghép 3 màu lửa ha anh chị, là cam lửa, lấy này hồng lửa và bên này là đỏ lửa. Mã 14. Chiều cao cây là 66, tán ngang cây này là 40. Hoành là hoành 10. Mã 14 ha anh chị, 3 màu lửa, hồng lửa. À bên đây có thêm một màu nữa như là phụng hoàng lửa nha anh chị. Cái nhánh này nè. Là phụng hoàng lửa, đỏ lửa, cam lửa và hồng lửa, 4 màu lửa ha anh chị. 4 màu. Dạ. Rồi mã 14 này em Zalo đến mình là 170.000 ha anh chị, 170.000. Cho mã số 14. Thêm lên mình mã 15 là một cây ngũ sắc ha anh chị.
mã 15. Cây này đủ 5 màu luôn, vậy là vàng, cam, đỏ, trắng phớt hồng và hồng sen hiểu không chị? Mã 15. Thì chiều cao của cây này là 1m2. Tán ngang của cây này là 53. Hoành em đo với dính này là hoành 20. Sổ đế của cây này là 30 hiểu không chị? Cây ngũ sắc cây này cũng đủ 5 màu luôn hiểu không chị? Là đỏ, cam, vàng, hồng sen và trắng phớt hồng hiểu không chị? Mã 15. Cây rất là đẹp luôn. Vậy thì mã 15 này em giao lưu của chú anh chị mình với cái mức giá là 380.000 cho mã số 15, một cây ghép ngũ sắc hay không chị? Cây này rất là đẹp luôn. Mã 15. Tiếp theo lên cho mình mã số 16 là một cây chiều tím lá vàng. Chiều cao của cây này là 70. Tán ngang là 50. Hoành là hoành 13. Mã số 16 chiều tím lá vàng em giao lưu của chú anh chị mình là 170.000 cho mã số 16 chiều tím lá vàng. Tiếp theo em lên mình mã 17 là một cây red pizza ha chị, dòng mày dòng xuyên hoa ha. Mã 17. Chiều cao cây này là 70. Tán ngang cây này là 45. Hoành là hoành 11. Mã 17 không chị, nét pizza giao lưu đến mình là 150.000 cho mã số 17. Tiếp theo em lên mình mã 18 không anh chị. Mã 18 là một cây ghép 3 màu không chị, là hồng gân. Bên đây hồng gân có hoa, này hồng gân, đỏ lửa và tím bướm không anh chị. Mã số 18. Chiều cao cây này là 65. Tán ngang cây này là 50. Hoành là hoành 11. Mã 18 giao lưu của chú anh chị mình cây ghép 3 màu đỏ lửa hồng gân và tím bướm này với cái mức giá của nó là 170.000 cho mã số 18 thưa quý chú anh chị. Tiếp theo em lên cho mình mã số 19 là một cây ghép cũng nhiều màu nữa hả chị, em cũng giới thiệu sơ qua cho mình ha, là cây này là trắng tiết, tím tiết, còn bên đây là màu lửa hả quý chú anh chị, bên đây là màu lửa. Còn nhánh bên đây nữa là cây, cái này là red pizza nè quý chị, cây này cũng được 4 màu ha. Và trước mắt nó lên cho mình 2 màu nè quý chị. Mã số 19. Chiều cao cây này là 72. Tán ngang của cây này là 62. Hoành em đo cho mình là hoành 12. Sổ đế của cây này là 30. Cây này rất là đẹp đúng không chị? Dạ rồi, thì mã số 19 này em giao lưu chú anh chị mình với cái mức giá là 200.000 hả chị? 200.000 cho mã số 19. Tiếp theo em lên cho mình cây mã số 20 là cây trắng mã lai, cũng là cây cuối clip luôn hiểu không chị. Chiều cao cây này là 66. Tán ngang cây này là 35. Hoành là hoành 9. Một cây mini ha. Dạ cây mini. Vậy thì mã số 20 này em giao lưu của chú anh chị mình cái mức giá là 100.000 hiểu không chị. Dạ thì đây cũng là cây cuối clip, thì em rất cảm ơn của chú anh chị mình luôn tin tưởng và ủng hộ cho những video của em cũng như kênh của Lim. Thì hẹn gặp lại mình ở những clip tiếp theo. Rồi, cảm ơn dĩ nha. Mình chúc bà con xem clip thật là vui vẻ ha. Hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo. Bà con nào có nhu cầu cần số lượng để giao lưu giá sỉ thì bà con hãy liên hệ với nhà vườn Như Ý nha. Còn rất là nhiều luôn nha bà con. Cây đang chuẩn bị búp nụ và cơi tàn rất là nhiều. Rồi bye bye bà con nha. Hẹn gặp lại bà con ạ.